Trước mỗi đầu năm học, việc lựa chọn ngôi trường luôn là vấn đề được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm và trăn trở, đặc biệt là đối với các em chuẩn bị bước vào bậc phổ thông trung học. Chọn được ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho tương lai của các em sau này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Việt Âu là một trong những cái tên nổi bật được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh nhắc đến và lựa chọn. Chào các em, rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình học vật lý lớp 11. Hôm trước chúng ta đã được tìm hiểu về hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ toàn phần. Để tiếp tục trong bài hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một thiết bị được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn, đó là lăng kính. Bài 28, lăng kính. Một lớn, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của lăng kính. Một nhỏ, định nghĩa. Lăng kính là một khối chất lỏng trong suốt và đồng chất, thường được làm bằng thủy tinh hoặc là nhựa, và nó thường có dạng là lăng trụ hoặc tam giác. Hai là chúng ta đi tìm hiểu về các phần tử của lăng kính. Có hai mặt bên, và giao tuyến của hai mặt bên này người ta gọi nó là cạnh. Đối diện với cạnh thì người ta gọi là đáy. Khi sử dụng lăng kính thì chùm sáng hẹp sẽ được truyền chiếu qua lăng kính trong một mặt phẳng mà vuông góc với các cạnh của khối lăng trụ. Do đó lúc này lăng kính sẽ được biểu diễn bởi một tam giác có tiết diện thẳng. Về phương diện quang học thì một lăng kính sẽ được đặc trưng bởi góc chiết quang A, chiết xuất N, thứ hai chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Một nhỏ, tác dụng tán sắc ánh sáng. Thầy có sơ đồ thí nghiệm một nguồn sáng trắng khi chiếu qua tấm chắn của khe sáng vào lăng kính là một chùm tia sáng, ánh sáng này là ánh sáng trắng. Khi chiếu qua lăng kính thì chúng ta sẽ thu được một chùm sáng có nhiều màu khác nhau. Như vậy chúng ta đưa ra một cái kết luận, đó là lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng trắng, truyền qua nó thành nhiều chùm sáng màu khác nhau. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng. Ánh sáng khi trắng khi bị tán sắc qua lăng kính. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Xét một lăng kính có chiết xuất N, có góc chiết quang là A, chiếu một chùm tia sáng đơn sắc tới lăng kính. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì sin I1 sẽ bằng N nhân với lại sin L1. Chúng ta sẽ tìm được góc L1 lúc này sẽ nhỏ hơn góc tới I1. Có nghĩa là cái tia khúc xạ IZ này sẽ lệch về phía đáy của lăng kính hơn. Tới mặt phân cách thứ hai là thằng AC. Thì theo định luật khúc xạ thì N nhân sin L2 sẽ bằng sin của I2. Chúng ta sẽ tìm được góc I2 lúc này sẽ lớn hơn góc L2. Điều này có nghĩa là cái tia ló ra ZL này sẽ lệch về phía đáy của lăng kính hơn so với lại tia IZ. Tia tới SI so với tia ló ra là ZL người ta gọi là góc lệch của lăng kính. Chúng ta đưa ra một cái kết luận, đó là đối với ánh sáng đơn sắc, khi chiếu qua lăng kính thì tia ló ra khỏi lăng kính bao giờ cũng bị lệch về phía đáy của lăng kính hơn so với tia tới. Và góc tạo bởi giữa tia tới và tia ló gọi là góc lệch D của tia sáng khi truyền qua lăng kính. Liên hệ giữa tia tới, tia khúc xạ và tia ló ra sẽ được thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu mục 3 lớn, đó là các công thức lăng kính. Cho một lăng kính có chiết xuất là N, có góc chiết quang là A, khi chiếu một chùm tia sáng tới thì qua hai mặt phân cách của lăng kính
thì áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng chúng ta sẽ tính được à sin một bằng n nhân với lại sin là một. Tại mặt phân cách thứ hai thì sin hai sẽ bằng n nhân với sin là hai. Góc chết quang A lúc này chúng ta sẽ tìm được đó là bằng R1 cộng R2. Góc lệch giữa tia tới với lại tia ló ra ta sẽ tìm được đó là I1 cộng I2 và trừ đi A. À, đó là trong trường hợp khi mà I và A là góc lớn. Thế còn trong trường hợp khi mà I và A mà nhỏ thì sao? Nhỏ ở đây có nghĩa là nhỏ hơn 10 độ. À, như mình biết là gì? Khi mà góc nhỏ thì sin của y nó sẽ xấp xỉ bằng góc y khi mà mình đổi ra radian. Vậy từ cái sin của y1 bằng n nhân sin của r1 thì ta có thể viết đó là gì? Y1 lúc này sẽ bằng n nhân với lại r1. Y2 sẽ bằng n nhân với lại r2. Và góc A của mình sẽ bằng r1 cộng r2. Góc lệch giữa tia tới với lại tia ló ra. À, theo công thức trên thì sẽ bằng là I1 cộng I2 trừ đi A. Thế mà I1 của mình á, là bằng N nhân với lại R1. I2 là bằng N nhân với lại R2. Thế vào công thức chúng ta sẽ tìm được góc lệch lúc này sẽ được tính là bằng N trừ 1 tất cả nhân với khi góc tới y thay đổi thì góc lệch nó cũng sẽ thay đổi. Và nó sẽ thay đổi đến một cái giá trị cực tiểu, người ta gọi là góc lệch cực tiểu. Ta có là y1 bằng y2 và bằng im. Và r1 nó bằng r2 và lúc này nó sẽ bằng a trên 2. Mà góc lệch được tính bằng công thức y1 cộng y2 trừ đi a. Mà I1 nó lại bằng I2 và bằng IM. Vậy thì lúc này góc lệch cực tiểu DM sẽ được tính nó sẽ bằng là 2IM trừ A. Từ đây ta rút ra IM của chúng ta sẽ tính bằng công thức đó là DM cộng A trên 2. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì sin I1 bằng N nhân với lại sin R1. Mà I1 á, bằng I2 lại bằng IM. Mà IM ta vừa mới tính được nó sẽ bằng là DM cộng A trên 2. Ta thế vào R1 bằng R2 là bằng A trên 2. Ta thế vào ta được sẽ được một cái phương trình. Đó là sin của DM cộng A trên 2 sẽ bằng N nhân sin của A trên 2. Lăng kính có những công dụng gì? Chúng ta sẽ đi vào bốn la mã, đó là công dụng của lăng kính. Thứ nhất, lăng kính nó sẽ được là máy quang phổ. Lăng kính nó là một bộ phận chính của máy quang phổ. Nó dùng để là phân tích ánh sáng từ nguồn sáng phát ra thành ánh sáng đơn sắc nhằm để xác định cấu tạo và nhiệt độ của ánh sáng, nguồn sáng. Cái thứ hai ở đây đó là lăng kính phản xạ toàn phần.
Dispersion of light. In this module, you will learn about the dispersion of light. Sometimes after the rain, we see rainbow in the sky. It looks spectacular, doesn't it? Do you know how a rainbow is formed? A rainbow is formed due to the phenomenon of dispersion of light. To understand what dispersion of light is, let us perform an activity. For the activity, you need a prism, a white sheet, and a cardboard with a small hole at its center. Place the cardboard at a position such that the sunlight falls directly on it. Next, keep the prism such that the light passing through the hole of the cardboard falls on the surface of the prism. At the other end of the prism, fix the white sheet as shown. As the sunlight passes through the prism, you will observe a beautiful band of colors appearing on the white sheet. If you look at these colors of the band from the bottom, they are in the order violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This sequence of colors can be remembered by the acronym VIBGYO. The light coming from the sunlight was white light. Are you wondering from where this beautiful band of colors appeared? Actually, the white light consists of seven colors, namely violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, which we saw as the band of colors. When the white light coming from the sunlight falls on the prism, it splits this incident white light into its constituent colors. The splitting occurs because different colors of the sunlight bend through different angles with respect to the incident ray when they pass through the prism. The red light bends the least, while the violet bends the most. Thus, the rays of each color emerge along different paths and become distinctly visible. Thus, we are able to see the beautiful band of colors. This phenomenon of splitting of white light into its constituent colors through a prism is known as dispersion of light. The band of constituent colors is known as spectrum. This phenomenon was first discovered by Sir Isaac Newton. Now that we have understood what dispersion of light is, let's understand how it causes the formation of a rainbow. A rainbow is generally formed when the sun appears just after it has rained. At this time, many water droplets are present in the air. When the sunlight passes through water droplets in the atmosphere, each water droplet acts like a small prism and refracts the incident sunlight. As soon as the sunlight enters into the prism, that is, the drop, it splits into its constituent seven colors, VIBGYO, within the drop. When this band strikes the other edge of the drop, it gets reflected internally towards the first edge of the drop. As the band reaches the first edge, it gets refracted again and finally comes out of the raindrop. This band of colors which finally comes out of the raindrop is what we see as rainbow. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. Thus, the appearance of rainbow in the sky is due to the dispersion of sunlight by the water droplets present in the atmosphere. Dispersion of light not only results in the formation of a rainbow, but we can see this effect in our day-to-day life as well. For example, the beautiful band of colors we observe in water fountains, soap bubbles, and CDs are all due to dispersion of light. Let's recap. The white light consists of seven colors, namely violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, VIBGYO. The phenomenon of splitting of white light into its constituent colors through a prism is known as dispersion of light, and the band of constituent colors is known as spectrum.
Formation of a rainbow and beautiful band of colors observed in water fountains, soap bubbles, CDs, etc. are all due to dispersion of light. Chúng ta sẽ đi làm một vài ví dụ để hiểu rõ hơn. Ví dụ 1, một lăng kính có góc chiết quang A là bằng 30 độ, chiết xuất N là bằng căn 2. Tia nó truyền ra ngoài không khí và vuông góc với lăng kính. Tính góc tới Y có giá trị là bao nhiêu? Tóm tắt, A theo đề cho là bằng 30 độ, N là bằng căn 2. Tia nó truyền thẳng ra không khí vuông góc với lăng kính và theo đề yêu cầu đó là tìm Y1. Theo đề cho thì tia nó ra có nghĩa là tia ZR này truyền ra ngoài không khí vuông góc với lăng kính, có nghĩa là nó sẽ song song với lại pháp tuyến của mặt thứ hai tại điểm G. Điều này có nghĩa là góc gặp bởi giữa tia ZR với lại pháp tuyến là bằng 0 độ, hay Y2 của mình sẽ bằng là 0 độ. Thì theo định luật khúc xạ ánh sáng thì sin Y2 bằng N nhân với sin R2. Thì sin của 0 độ thì bằng 0, bằng N là bằng căn 2 nhân với sin của R2. Thì suy ra R2 mình sẽ tìm ra được là bằng 0 độ. Mặt khác ta lại có R1 cộng R2 là bằng A. Thế R2 vừa mới tìm được là bằng 0 độ vào thì mình sẽ có là R1 bằng A và bằng 30 độ. Mặt khác ta lại có sin Y1 bằng N nhân sin R1. Sin Y1 sẽ bằng N, ở lúc này sẽ bằng là căn 2. Sin R1 chúng ta vừa mới tìm được là bằng 30 độ. Vậy sin Y1 sẽ bằng là căn 2. Sin 30 độ bằng 1 phần 2. Lúc này chúng ta sẽ tìm ra được là sin Y1 là bằng sin của 45 độ. Hay Y1 lúc này của mình sẽ tìm ra được là 45 độ. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ 2. Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính, có chiết xuất N là bằng căn 2 và có góc chiết quang A là bằng 30 độ. Tính góc lệch của tia sáng khi qua lăng kính. Tóm tắt đề, đề cho tia sáng tới vuông góc với mặt AB, N là bằng căn 2, A là bằng 30 độ. Đề yêu cầu tìm D, tức là tìm góc lệch của tia sáng khi qua lăng kính. Theo đề cho thì tia sáng tới vuông góc với mặt AB, có nghĩa là tia SI này sẽ vuông góc với mặt thứ nhất. SI sẽ song song với pháp tuyến với mặt thứ nhất, có nghĩa là góc gặp bởi giữa tia SI với lại pháp tuyến của mặt thứ nhất là bằng 0 độ. Hay Y1 là bằng 0 độ. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì sin Y1 bằng N nhân sin R1. Mà Y1 của mình là bằng 0 độ, nên sin của Y1 là bằng 0, bằng N là bằng căn 2 theo đề cho, nhân với lại sin của R1. Suy ra chúng ta sẽ tìm được R1 của mình sẽ bằng là 0 độ. Mà R1 cộng với R2 là bằng A. R1 mình vừa mới tìm được là bằng 0. Thế vào 0 độ cộng với R2 là bằng A. Lúc này chúng ta sẽ tìm hiểu được R2 là bằng A và bằng 30 độ. Mặt khác ta lại có là sin Y2 là bằng N nhân với sin R2. Sin Y2 lúc này sẽ bằng N là bằng căn 2. Sin của R2, R2 mình vừa mới tìm được ở trên là bằng 30, thế vào. Vậy sin Y2 đã bằng căn 2 nhân với lại sin của 30 là bằng 1 phần 2. À, lúc này sẽ tính ra được là Y2 của mình là bằng 45 độ. Mà theo trên D của mình sẽ bằng là Y1 cộng Y2 trừ đi A. Y1 mình vừa mới tìm được là bằng 0 độ. Y2 mình vừa mới tìm được là bằng 45 độ. Và trừ đi A của mình đề cho là bằng 30. Vậy lúc này ta sẽ tìm được góc lệch giữa tia sáng khi qua lăng kính là bằng 15 độ. Ví dụ số 3. Cho một tia sáng đơn sắc đi qua lăng kính và có góc chiết quang A là bằng 60, thu được góc lệch cực tiểu D min là bằng 60 độ. Để yêu cầu là tìm chiết xuất của lăng kính.
Tóm tắt đề, đề cho góc chiết quang A là bằng 60, D min của mình sẽ bằng là 60 độ. Đề yêu cầu tìm N. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu D min sẽ được tính bằng công thức sẽ bằng là 2 nhân Y min trừ đi A. Vậy mình sẽ tìm được Y min của mình sẽ bằng là D min cộng A tất cả trên trừ 2. Thế vào D min của mình là bằng 60, A của mình bằng 60, tất cả chia cho 2, vậy Y min của mình sẽ bằng 60 độ. Mặt khác ta lại có Y1 bằng Y2 và bằng Y min và bằng 60. R1 bằng R2 và bằng A trên 2. Thế vào ta tìm được là bằng 30 độ. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì sin Y1 sẽ bằng N nhân sin R1. R1 chúng ta vừa mới tìm được là bằng 30. Y1 chúng ta vừa mới tìm được là bằng Y min và bằng 60 độ. Thế vào, vậy sin của 60 sẽ bằng N nhân với sin của 30. Mà sin của 60 mình tìm được là bằng căn 3 trên 2. Bằng N nhân sin của 30 là bằng 1 phần 2. Suy ra chiết xuất của lăng kính mình cần tìm được là bằng căn 3. Qua bài này chúng ta cần nắm được những cái nội dung chính. Đó là nắm được cái đặc trưng cơ bản của lăng kính. Đó là lăng kính được đặc trưng bởi góc chiết quang A và chiết xuất N. Chúng ta nắm được đặc tính của lăng kính khi mà chiếu một chùm tia sáng qua lăng kính. Đó là tia lệch khỏi lăng kính luôn lệch về phía đáy của lăng kính. Chúng ta nhớ được các công thức tính trong lăng kính và nắm được các công dụng của lăng kính. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào và tạm biệt.